Vâng, Điện tử Tò Mò xin được chào mừng các bác và toàn thể anh em yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Trở lại với clip ngày 11 tháng 11. Xin được giới thiệu ở trước mắt các bác và toàn thể anh em, đây là một cặp loa Mỹ EV. Vâng, đây là một cặp loa bãi Mỹ Noi. Và cặp loa này có cái mã của sản phẩm là SX300. Vâng, bên em xin được giới thiệu test gửi đến bạn Hưng. Bạn có địa chỉ tại khu Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Vâng, SX300 thì được thiết kế một bát 30 và đây là một mid tép kèn. Chiếc bát này được sở hữu một chiếc từ 16 côn 63. Đấy. Vâng, loa zin xịn. Bạn Hưng đã lựa chọn cho một cấu hình nghe nhạc hát karaoke gia đình với một cặp loa bãi Mỹ EV. Vâng, đây là cặp loa bạn Hưng đã lựa chọn SX300. Đấy. Vâng, hàng Mỹ xịn. Giá 8,7 triệu cho một cặp loa EV. Thì với cặp loa này thì các bác có thể ghép với không gian phòng từ 30 vuông trở xuống. Đó. Tiếng bass của nó đánh rất mềm và sâu. Tép lẩy lền nhạc trong sáng, sạch và chi tiết. Vâng, xin mời các bác cũng như là anh em mà chúng ta cùng chiêm ngưỡng và ngắm nhìn cặp loa bãi Mỹ EV mà bạn Hưng đã lựa chọn. Đấy, cặp loa đẹp xuất sắc nhá. Vâng, nghe chất âm của dòng loa Mỹ thì thực ra mà nói là nó không thể lạc lõng đi đâu được, bởi vì nền nhạc nó rất chi tiết và sạch sẽ. Đấy. Giá 8,7 triệu, anh em sở hữu ngay được một cặp loa Mỹ EV bass 30. Đấy, đây là một dòng loa full. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm các bác cũng như anh em hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ tại Thị Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đấy, các bác nhìn cặp loa Mỹ giá 8,7 triệu nhé. Zin xịn đẹp xuất sắc.